Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ tư, ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Đại hội thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 5, giai đoạn 2014-2020 và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Phóng sự hội cựu chiến binh xã Châu Hòa với các phong trào thi đua yêu nước. Quảng Bình trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước cho dân, với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 15 tháng 10, Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 5, giai đoạn 2014-2020. Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Dự đại hội về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Quân khu 4, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội cựu chiến binh Quảng Bình qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các huyện thành phố thị xã trong tỉnh. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh tỉnh đã trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp và có chiều sâu, thực sự tạo động lực khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo và những phẩm chất truyền thống cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong các thế hệ cựu chiến binh. Từ Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ tư đến nay, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp chặt chẽ với mặt trận và các đoàn thể nhân dân triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nội dung hình thức phong phú, thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu đã tạo động lực thúc đẩy cựu chiến binh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, các cấp hội đã động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, gương mẫu nòng cốt thực hiện các quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Đến nay, đã có 93 cựu chiến binh đảm nhiệm công tác trưởng công an xã, phường, thị trấn. Gần 4.000 hội viên cựu chiến binh tham gia hoạt động trong tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở. Phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm lo lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh đã được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, số doanh nghiệp vừa và nhỏ do hội viên cựu chiến binh làm chủ có vốn đầu tư từ 10 đến 50 tỷ đồng ngày càng tăng. Đến nay, cựu chiến binh toàn tỉnh đã xóa hết hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3% so với năm 2009, hộ khá và giàu tăng lên 55%. Với những thành tích đó, nhiều tập thể cá nhân hội cựu chiến binh các cấp đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 5,
Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trong thời gian qua, Hội cựu chiến binh xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa đã không ngừng đẩy mạnh cả phong trào thi đua. Bằng những việc làm thiết thực và có hiệu quả, đóng góp không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương. Một trong những phong trào có ý nghĩa thiết thực được Hội cựu chiến binh xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa chủ trọng đẩy mạnh, đó là phong trào hội viên cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để phong trào này triển khai có hiệu quả, các chi hội trong xã đã thành lập các tổ tiết kiệm, xây dựng quỹ hội bằng nhiều hình thức như mô hình một cây một con, nạo vét canh mương, nhằm tạo nguồn quỹ cho hội viên vay để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Cùng với đó, Hội cựu chiến binh xã Châu Hóa còn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, mở các lớp tập huấn, tổ chức tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó, góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của hội viên để xây dựng các mô hình kinh tế trang trại đạt hiệu quả cao. Đến nay, xã Châu Hóa có 50 lượt gia đình cựu chiến binh đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi ca cấp, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động ở địa phương. Mình là một cái người lính trở về địa phương thì phải làm thế nào để tạo điều kiện cho là mình xóa được cái đói mà giảm được cái nghèo bản thân, và đồng thời để là cộng đồng trách nhiệm lôi cuốn một số anh em cùng làm như mình để tạo điều kiện cho cái xã hội càng ngày càng tiến lên và gia đình càng ngày càng ấm no. Cho nên vì vậy cho nên tôi mới thành lập những cái trang trại để chăn nuôi. Bao giờ cũng phải giữ được phẩm chất đạo đức của tác phong của lính Cụ Hồ. Thứ hai nữa là phải bảo vệ chính quyền, bảo vệ đảng, luôn luôn phát huy những cái tinh thần cao cả vì mình và vì mọi người. Phong trào cựu chiến binh gương mẫu cũng đã được Hội cựu chiến binh xã Châu Hóa chủ trong đẩy mạnh, trong đó gắn việc xây dựng người cựu chiến binh gương mẫu với việc thực hiện các phong trào cụ thể tại địa phương như phong trào xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, hội viên Hội cựu chiến binh trong xã đã hiến trên 1.800 mét vuông đất, đóng góp nhiều ngày công, tiền mặt và tài sản để triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn. Trong các phong trào thi đua ở địa phương, Hội cựu chiến binh luôn là lực lượng đi đầu, là những cán bộ dân vận khéo, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Hội cựu chiến binh xã Châu Hóa vinh dự được tỉnh hội tặng danh hiệu vững mạnh xuất sắc 4 năm liền. Những con người là tiêu biểu đã từng lăn lộn ở chiến trường, sau khi trở về quê hương thì họ là những tấm gương điển hình để giáo dục con cháu, rồi là trong đó đặc biệt là cái chương trình giáo dục thanh niên, thế hệ thanh niên là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó thì có là truyền thống, nói về truyền thống cách mạng của dân tộc cũng như là truyền thống quân đội, thì hàng năm đều tổ chức cho là nói chuyện truyền thống cho thế trẻ để giáo dục thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước. Đặc biệt là hội xã sẽ được Ủy ban Nhân dân xã giao cho nhiệm vụ là tham mưu để phát triển nông thôn mới, chủ đề là đường giao thông nội thôn. Nên hội lúc nào cũng đã đặt vấn đề cho hội các chi hội là vận động hội viên, trước hết là hội viên phải gương mẫu. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Hội cựu chiến binh xã Châu Hóa đã và đang nỗ lực thể hiện vai trò của cựu chiến binh trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hôm qua 14 tháng 10, Ban dân vận huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình dân vận khéo trong việc tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Lộc Thủy. Trong những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền mặt trận, các tổ chức đoàn thể xã Lộc Thủy thực hiện đạt nhiều kết quả. Nhờ làm tốt công tác dân vận nên Lộc Thủy đã huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Trong gần 4 năm thực hiện chương trình này, xã Lộc Thủy đã huy động được trên 71 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng cơ sở, trong đó nhân dân đóng góp gần 3,5 tỷ đồng. Đến nay, xã Lộc Thủy đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Dịp này, Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy khen thưởng 6 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Chiều hôm qua 14 tháng 10, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống các ban đảng và văn phòng cấp ủy. Trong những năm qua, đội ngũ làm công tác tổ chức, văn phòng dân vận và kiểm tra đảng của Huyện ủy Quảng Ninh đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ huyện qua các thời kỳ, đưa tình hình kinh tế xã hội huyện Quảng Ninh ngày càng phát triển. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, đội ngũ cán bộ cơ quan đảng tiếp tục nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo,
thực hiện nghiêm túc cả cuộc vận động, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Dịp này, Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra Đảng, công tác dân vận và văn phòng cấp ủy. Cũng trong chiều hôm qua 14 tháng 10, Trường Chính trị Quảng Bình đã tổ chức bế giảng lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 35 năm 2014. Trong thời gian 2 tháng, các học viên đã được truyền đạt những chuyên đề về nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công vụ, công chức, đạo đức công vụ. Đây là những kiến thức căn bản cần thiết để các học viên vận dụng trong quá trình công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển và thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010-2020. Kết thúc lớp tập huấn, 77 học viên đã được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước, chương trình chuyên viên. Trong đó còn 57 học viên xếp loại giỏi, 20 học viên xếp loại khá. Ngoài ra, Trường Chính trị tỉnh cũng đã khen thưởng cho 10 học viên có thành tích xuất sắc. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Hội viên Hội nông dân tỉnh Quảng Bình ủng hộ gần 50 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Quảng Bình trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội viên Hội nông dân tỉnh Quảng Bình đã có nhiều hoạt động tích cực sáng tạo, góp công góp của nhằm chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Các cấp hội đã triển khai hơn 700 buổi tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho gần 65.000 lượt người tham gia với khẩu hiệu nông dân hiền kế, hiền đất, hiền của, hiền không. Đến nay, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đóng góp hàng chục ngàn ngày công, hơn 500.000 mét vuông đất, 320 trụ cổng, 160.000 cây lâu năm, 940 mét tường rào và cả công trình phụ trợ khác ước tính trị giá khoảng gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, ở nhiều địa phương, hội viên nông dân còn tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về giao thông, chăm sóc bảo dưỡng cả công trình thủy lợi, làm sạch chợ nông thôn và cơ sở vật chất văn hóa, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn của tỉnh. Với việc hoàn thành quy hoạch, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp và tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, trong năm 2014 đã có 36 doanh nghiệp đăng ký đầu tư tại các cụm công nghiệp của thành phố Đồng Hới. Thành phố Đồng Hới có 5 cụm công nghiệp tập trung với tổng diện tích gần 25 ha tại phường Bắc Nghĩa, phường Phú Hải và 3 xã là Lộc Ninh, Đức Ninh, Thuận Đức. Trong số 36 doanh nghiệp đăng ký đầu tư tại các cụm công nghiệp, có 24 doanh nghiệp đã được giao đất, 2 doanh nghiệp đang xây dựng nhà xưởng, chuẩn bị sản xuất, chủ yếu là các sản phẩm mộc mỹ nghệ, cơ khí, vật liệu xây dựng. Hiện tại, thành phố Đồng Hới đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục điện, cấp nước tại các cụm công nghiệp và thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp mới đăng ký. Từ khi đưa vào sản xuất đến nay, nhà máy sản xuất than xuất khẩu của công ty cổ phần Tân Hoan Câu luôn đẩy mạnh sản xuất để cung ứng đủ lượng hàng hóa cho các đối tác nước ngoài. Để cung ứng sản phẩm than được đầu tư nguyên liệu gỗ rừng trồng là loại cây bịch đàn cho khách hàng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, công ty cổ phần Tân Hoan Câu đã đầu tư xây lắp hệ thống lò sản xuất tại khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới. Trong hơn một năm hoạt động, công ty đã sản xuất được 300 tấn than thành phẩm và đã xuất sang thị trường Nhật Bản 200 tấn, xuất cho thị trường Hàn Quốc 100 tấn, đạt tổng doanh thu 550.000 USD. Đưa nhà máy sản xuất than vào hoạt động, công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu đã tạo việc làm trực tiếp cho trên 70 lao động trên địa bàn với mức thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng một người một tháng. Công ty cũng đã góp phần tiêu thụ sản phẩm rừng trồng cho cả công ty lâm trường và hộ gia đình trồng rừng ở tỉnh Quảng Bình và các tỉnh lân cận. Chiều hôm qua 14 tháng 10, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Võ Thị Hoa, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh. Gia đình chị Võ Thị Hoa là một trong những hộ nghèo của xã An Ninh. Bản thân chị Hoa không có việc làm, tất cả nguồn thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào nghề phù hộ của người chồng để nuôi 3 con nhỏ. Trong đầu 2 người con bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Tháng 8 năm 2014, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho gia đình chị Hoa với số tiền trên 50 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình vay mượn và bà con lối xóm quyên góp ủng hộ. Đến nay, công trình nhà tình thương đã hoàn thành và được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình bàn giao cho gia đình chị Hoa. Căn nhà mới này sẽ giúp gia đình chị Hoa sớm vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.
thông qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình và Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, Công ty Cổ phần Truyền thông PSC đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Phạm Gia Quý là thương binh hạng 4/4 ở xã Phong Hóa. Ông Phạm Gia Quý năm nay đã 94 tuổi, là thương binh hạng 4/4. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo của xã. Căn nhà được xây dựng có tổng giá trị khoảng 55 triệu đồng, trong đó Công ty Cổ phần Truyền thông PSC Hà Nội tài trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do anh em họ hàng giúp đỡ. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho những gia đình chính sách có công với cách mạng là một trong những hoạt động thiết thực của Công ty Cổ phần Truyền thông PSC nhằm kịp thời tri ân, động viên, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong buổi chiều ngày 15 tháng 10, khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 1 đến 1,5 m.